Phan Thanh Huyền lại nhận gạch đá với màn hô tên cực sai tại Miss Charm 2023. 38 thí sinh Miss Charm 2023, hoa hậu sắc đẹp quốc tế đã tiếp tục tham gia các hoạt động thuộc khuôn khổ của cuộc thi. Mỗi người đẹp bắt đầu thể hiện khí chất và năng lượng của chính bản thân thông qua phần hô tên như bao đấu trường khác như Miss Grand hay Miss Universe. Nhiên Thanh Thanh Huyền lại một lần nữa khiến khán giả bị tụ cảm xúc với màn hô tên nhanh như chớp của cô tại sự kiện. Chất giọng của người đẹp đến từ Nha Trang không đủ hào hứng mạnh mẽ khi đọc tên của chính mình lẫn tên của quốc gia đại diện. Chưa kể đến việc đọc tên quá nhanh của Miss Charm 2023 tạo ra cảm giác gấp rút và không có điểm nhấn. Dẫu vậy, khó có thể phủ nhận rằng Thanh Thanh Huyền vẫn đang thực hiện tốt nhiệm vụ và sứ mệnh của một đại diện chủ nhà. Nhưng để chinh phục được sự ủng hộ của khán giả, Thanh Thanh Huyền vẫn chưa quá bùng nổ trên mạng xã hội. Thậm chí, cô còn vướng một số thị phi như múa quạt, các quốc chưa đủ thần thái, lẫn mừng hô tên vừa qua. Đêm chung kết Miss Charm sẽ được diễn ra tại nhà hát lớn ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17 tháng 2 năm 2023. Liệu đại diện Việt Nam có thể cải thiện được toàn bộ thiếu sót để có một phần thể hiện đầy ấn tượng trên chính quê hương của mình? Gần đây, loạt ảnh của người đẹp gốc Khánh Hòa tại nhà chung của cuộc thi gây chú ý. Cô diện trang phục hai mảnh nổi bật, tạo dáng, khoe đường cong, eo thon cùng đôi chân dài 1,1m. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến tranh cãi cho rằng đại diện Việt Nam diện trang phục quá hở. Chiếc áo ngắn 10cm khiến vòng 1 của mỹ nhân 9X lấp ló trước ống kính, bị cho là khoe da thịt. Liên hệ với Thanh Thanh Huyền, người đẹp giải thích, cô lựa chọn trang phục phù hợp với bối cảnh hồ bơi tại khách sạn. Đây cũng là bộ đồ cô mặc để tập luyện cho phần thi áo tắm diễn ra vào tối ngày 9 tháng 2. Tôi chỉ mặc khi tập luyện trình diễn áo tắm, không bao giờ tôi mặc như vậy ra đường, người đẹp nói. Chia sẻ thêm với Dân Trí, Thanh Thanh Huyền cho biết cô vô cùng hào hứng, thoải mái khi tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế. Người đẹp hãnh diện khi đeo sát đại diện Việt Nam và đang tập trung hết sức mình cho đêm chung kết diễn ra ngày 16 tháng 2 tới. Những ngày qua, Thanh Thanh Huyền ghi điểm khi làm tốt vai trò thí sinh chủ nhà, tích cực quảng bá văn hóa Việt Nam qua các hoạt động bên lề cuộc thi. Người đẹp sinh năm 1996 cũng được khen ngợi về những nỗ lực hoàn thiện bản thân khi đến với Hoa hậu sắc đẹp quốc tế. Người đẹp cho biết trước đây cô vốn không tự tin về hình thể nên đã chăm chỉ tập luyện để cải thiện vóc dáng. Chân dài mong muốn truyền thông điệp về tình yêu bản thân, sự tự tin và vẻ đẹp của mỗi người. Dàn thí sinh cuộc thi Hoa hậu sắc đẹp quốc tế Miss Charm 2023, cuộc thi do Việt Nam nắm bản quyền và đăng cai tổ chức lần đầu tiên, đã có nhiều hoạt động thú vị tại thành phố Hồ Chí Minh trước đêm bán kết và chung kết sắp diễn ra. Người đẹp đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ tỏ ra hào hứng với ẩm thực Việt. Đại diện Hàn Quốc, người đẹp Larissa Han bày tỏ yêu thích đặc biệt với món bánh xèo. 2 tháng trước, tôi từng đến Việt Nam và thử ăn bánh xèo. Vì món đó thật sự rất ngon nên khi quay về Hàn Quốc, tôi đã làm bánh xèo nhưng không ngon như thế. Nếu như bạn có công thức, hãy cho tôi, bánh xèo rất ngon. Larissa Han hứng khởi. Với người đẹp sau thi RB, Campuchia, phở là món ngon nhất mà cô từng ăn. Nhiều người đẹp khác cho rằng bất cứ ai đến Việt Nam đều phải thử món phở một lần. Người đẹp Urena Ananta Sila Banova khi thử món thịt đông đã ngỡ ngàng vì hương vị và cách làm giống với món ăn ở quê nhà. Chúng tôi cũng thường xuyên ăn món này vào dịp năm mới. Năm vừa rồi tôi không được ăn do mẹ không tới thăm và nấu cho tôi. Thật không ngờ bây giờ được ăn ở Việt Nam, Anastasia Banova nói. Dàn người đẹp thích thú khi được khoác lên người những bộ áo dài, áo yếm, áo tứ thân và phấn khích múa theo điệu nhạc truyền thống, chơi trò bịt mắt, đập niêu,